Dạ vâng xin trân trọng kính chào tất cả quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đã đến với kênh YouTube của em Nguyễn Thái Dương. thì trong buổi tối ngày hôm qua thì em Dương có nhận được cái câu hỏi của bạn Thành Vương và bạn Thủy Hoàng về cái cách ủ quả bột kết thì em cũng đã có một cái video trên kênh rồi. và em hôm nay em sẽ làm chi tiết hơn một cái video lại nữa để cho các bác có thể là ủ quả bột kết nó đen bóng đẹp, làm sao chất lượng dầu của nó sẽ đi lên cao thì tính dược liệu của bổ nó sẽ cao nha các bác nhá không như bị cháy lắng nếu các bác phơi thì thường em thấy các bác phơi bị cháy lắng rất nhiều em xin phép chuyển cảnh đây là cái quả bổ kết em dương thu mua về thì các bác thấy là nó chín được nó đã bắt đầu chín và đi vào già rồi thì em dương sẽ thu mua Thế cái quả này là nó vàng hết rồi nha các bác nhá đó thì là em dương sẽ có công nhân ở nhà để nhặt những cái, cái, quả này ra hôm nào có mọi có người ở nhà giúp đỡ thì là mọi người sẽ nhặt rời quả ra cho em Nhưng nhặt xong thì em xương tiếp tục đóng vào bao Đấy, tiếp tục đóng vào bao và buộc kín lại sau đó là em để khoảng 2 ngày 2 đến 3 ngày trong bao nhau nhá để cho nó tái quả đi đây em nhặt đã đóng vào bao đây để cho nó tái hết cái quả đi cái này là em vừa đóng ngày tối ngày hôm qua thì là em ủ cho nó cái quả nó tái hẩn đi sau đó là em sẽ cho ra em phơi trong bóng mát nha bác nhá từng khâu một cho bác nhá không vội được nhé những cái quả mà nó xanh ấy, nó xanh quá nó lon ấy thì em có thể vứt riêng ra bởi vì cái này ủ cùng thì nó cũng không đen được đâu cho nên em sẽ vứt riêng ra vứt bao giờ nó đen thì mới phơi đây là cái đống này là em đã ủ được hai ngày thì bây giờ em sẽ tiến hành đổ ra cho bác xem <laughs> Đây các bác thấy này em đổ ra này Cái đống em ủ 2 ngày thì quả nó Những cái quả xanh nó đã đi vào tái hết rồi nhé, nha các bác nhá Nó tái quả rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành là em đổ ra em để trong bóng mát Để như này bao giờ nó đen hết thì bắt đầu mang ra phơi nha các bác nhá Trong cái thời gian mình để trong bóng mát như này thì có thể là mình sẽ lúc nào mà hôm nào nó khô quá khoảng hai hôm thì mình sẽ phun cho nó một lượt nước bằng cái các bác có thể cho vào cái bình ấy, bình bơm các bác phun phun bao giờ nó đen hết để ủ nó đen hết thì là chúng ta sẽ cho phơi đây cái chỗ này em đã phơi ra được phơi ra trong mát này được khoảng hai hôm rồi hai ba hôm rồi thì nó đang tiến hành đen rồi này các bạn nó đang bắt đầu đen rồi thì bao giờ nó đen được cơ bản thì em dương sẽ cho ra phơi các bác nha các nhá thì nó tỷ lệ cháy lắng sẽ không bị nhưng các bác lưu ý một điều là có thể là để ý là trong cái quá trình ủ ấy, thì là làm sao mình có thể mình như ý đến nó đừng để cho nó, nó mốc nha bác nhá bởi vì khi ủ nó rất chi là dễ mốc ở đây là cái thành quả mà em dương đã cho ra sân phơi sau một số ngày ủ thì nó đã đen thì em dương đã đang tiến hành cho ra sân phơi như bác thấy thì là cơ bản là một trăm là đen quả hết không có quả nào bị cháy nắng cả quả non quả lép quả già đều đen hết nha bác nhá thành tính dược liệu trong quả bồ kết nó rất cao và nhìn cái mẫu mã nó cũng đẹp mà không phải sử dụng đến bất kỳ một cái chất hóa học nào nha bác nhá À, các bác xem video có thể ủng hộ em Dương bằng một lượt đăng ký có thể là bình luận góp ý thêm cho em Dương em Dương sẽ làm tốt hơn trong những cái video khác bạn Thành Vương và bạn uh, Thủy Hoàng xem được video này thì là có thể cho mình một lượt bình luận và hai bạn có thể chia sẻ cái video này đến nhiều người khác biết hơn để mọi người cùng làm được lên cái quả bù kết nó hiệu quả nó tính dược liệu nó cao thì, thì cái quả bù kết nó chất lượng hơn nha bác nha Đây các bác thấy này Đấy, khá là đen như này thì mình sẽ tiến hành mình phơi luôn cảm ơn tất cả các quý cô bác anh chị đã đến theo dõi video đây là những cái phần mà em Dương đã phơi khô em Dương sẽ tiến hành cất đi thì trên đây là toàn bộ những cái quy trình ủ của áo kết của em Nguyễn Dương mọi người có gì thắc mắc có thể là gọi điện trực tiếp cho em Dương những gì mà chưa biết anh chúng ta cùng nghiên cứu thêm nhau anh nha các nhé